cả nhà nha. Hôm nay giới thiệu với cả nhà một video về thu hoạch tôm của vùng miền Thứ nha cả nhà. Rồi, hôm nay mình cùng với em gái này đi thu hoạch tôm. Lấy cái lú nè cả nhà ơi. Thăm đầu này cũng được, dồn ra đầu kia, còn nhiều dồn ra đầu kia. Có lượng tôm không nhiều trong con nhã đâu. Hiểu không? Tung không? Đó, đã chưa? Rồi được rồi, chia gì được rồi, còn nhiều dồn sao? Rồi, cả nhà thấy tôm nhảy rất là nhiều nha cả nhà. Có chứ, có buộc chứ. Bỏ nó đi. Đâu rồi? Phóng ra ngoài luôn hả? Dồn, đang dồn tôm về cái tùng nha cả nhà. Về cái hôm kia mình mở miệng ra mình có bắt được. Đó, cái này nhảy rất là nhảy luôn à. Nổi sao nổi. Mở miệng ra chưa? Rồi, mới cái đầu tiên mà thấy cũng khá lượng tôm nha cả nhà. Quá trời, ê cái chừng ra ngoài đó em ơi, em. Ờ à, đúng rồi, cho vô. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lại cả nhà. Buộc mình đặt lại. Rồi tới cái lú tiếp theo nha cả nhà. Lắc lắc hồi là chìm xuồng luôn đó em. Rồi xả từ đó được rồi, họ vừa lút rút rút này đằng kia cũng được. Cho nó vô mắt này được rồi. Đằng tới tùng đằng kia nó mới vững. Nhiều lắm hả?
Cho nó vô tùng nghe, cho nó vô tùng hết, vô hôm hết hôm đi. Nó khỏi chào ngược cho ra. Quá trời nó gồ cả nhà ơi. Tới tùng rồi. Chắc đầu dây nè, đem lên nè. Cho nó lên xuồng cái đây cả nhà ơi, quá trời nặng rồi. Quá trời nặng rồi cả nhà ơi. Ê, cho miệng nó vô trước. Cái này là không. Cái không bị ấy là đứng gần đây xô luôn. Hai cái là gần đây xô. Mấy cái kia mà không bị ấy là đây đúng không? Ờ cái này cái một cái nó phải vô nữa cả nhà ơi, gần đây xô rồi. Rồi. Tương đối là gần đây xô ha cả nhà. Chia đục đi, chia đục đi. Rồi được rồi, tới đó được rồi. Quá chừng nhiều cả nhà ơi, chia đục có được. Đâu có điều khiển được đâu. Rồi. Khẩm rồi cả nhà ơi. Nhìn đây nè. Rồi ba cái này là mình đi vô cả nhà, đầy thùng rồi. Cảm nhà. Cảm ơn cả nhà đã ghé kênh xem cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Ba cái đầy thùng rồi mình vô ngay cả nhà, mình vô mình đổ mình múa cái số tôm này mới được. Rồi. Mình hôm nay mình sẽ thưởng thức sản phẩm sau khi đi thu hoạch tôm xong cả nhà, nước dừa. Hôm nay mình sẽ thưởng thức món tôm luộc nước dừa nha. Tôm rất là ngon và tươi. Các bạn mà tôm luộc nước dừa nó rất là ngọt đấy các bạn. Để nước sôi lên mình bỏ tôm vô mình luộc nha. Chấm muối ớt chanh cả nhà. Mình nó đi chân ơi, không đủ đâu chân ơi. Chân ơi. Còn lại bỏ xuống cá đi. Đó, được rồi, chân ơi, được rồi. Còn cái kia bỏ xuống cá đi. Xảo thật.
Rồi, chín rồi cả nhà ơi. Ngon quá. Mình dùng nữa cả nhà. Quá ngon này. Này mình chấm muối ớt canh nè, rất là ngon nè. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha.